Chào các chế, hôm nay thì tôi sẽ mở hộp sản phẩm, nó chính là serum dưỡng tóc. Thì sản phẩm này là được nhập xách tay vào đường hàng không. Thì sau đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Hàng xách tay như vậy là hộp sẽ không được đẹp, mà hôm đây là sẽ hàng xách tay như vậy là phải đóng hộp mà di chuyển về Việt Nam. Quan trọng hàng đảm bảo cho cơ chế được. Thì cái dưỡng tóc này thì 1 tuần chỉ cần bôi 1 lần và 1 tuýt. Đây là tôi lấy đường xách tay. Các chế có thể thấy đấy, sản phẩm rất đẹp. Đây là chiết xuất thì ô liu và chiết xuất thì quả như đấy. Theo nữa tôi sẽ check thì sẽ lên. Đây đây là hạnh nhân. Sản phẩm rất đẹp và sắc nét nhé. 1 tuần các chế tiền bôi 1 ống, như vậy là 1 tháng mất 4 ống, và sản phẩm này 1 hộp này dùng trong 2 tháng. Hàng rất đẹp, đảm bảo đường nét làm rất đẹp và sắc nét. Hai màu nhé. Rồi. Như vậy là 1 hộp là 8 ống. Và sau đây tôi sẽ check mã vạch để các chế có thể xem được là sản phẩm. Chúng ta dùng phần mềm iCheck. Thì sử dụng cái sản phẩm này rất đơn giản, các chế chỉ cần bỏ đầu và sau đó vuốt lên tóc. Rồi. Đây. Tinh dầu kích thích mọc tóc. Chúng có 2 loại nhé. Tôi sẽ check sản phẩm như này. À, như vậy là đây chính là mùi, đây là chiết xuất của hạnh nhân và đây là hắc mai, tên một quả rất lạ. Logo của hãng rất đẹp. Rồi, như vậy là sản phẩm đảm bảo. Chúng ta có thể thấy là sản phẩm rất đảm bảo. Dùng cho chị em cải thiện tóc rất tốt. Chi tiết sản phẩm và hướng dẫn đã ở trong phần chi tiết sản phẩm ở link ở dưới. Các chế mua hàng có thể đặt hàng theo link ở dưới tôi đã để lại. Serum dưỡng tóc. Các chế nhớ ủng hộ kênh và cảm ơn các chế đã xem video.